cháu mình nó phát hiện con ốc sên bự nha các bạn. Giờ mình quay cho các bạn coi. Ồ, mình thấy từ xa ốc cũng bự lắm ạ. Ồ, nó trèo từ dưới đám rau lên trên nha các bạn, rồi nó đang bò qua cái ống nước. Ồ, mình thấy ốc cũng khá là bự nha các bạn. Không biết nó trèo lên cái ống nước này chi đây. Đó, nó đang bò nè. Nó bò qua ống nước giờ nó quay trở lại. Ốc khá là bự nha các bạn. Ốc sên hoa nha. Đó, các bạn thấy khá là bự nha. Hai cái tua nó kìa, cái cục thịt nó hơi bự á. Ồ, khá là bự luôn các bạn ơi. Con này mà nướng ăn là bá cháy. Nè, nó ăn bá rau kỹ nữa các bạn. Có rau kỹ nè, nó ăn là tuyệt vời luôn. Nè, mà sao nó nãy leo lên tuốt trên đây chi đây. Giờ nó im gu luôn, hồi nãy nó bò mà giờ nó im gu nữa các bạn. Nó đưa hai gâu lên nè, hai con mắt đó nè. Rất là bự nha các bạn. Đây, xung quanh nhà các bạn thì đất trống này cho nên cha mình cũng trồng rau kỹ rất là nhiều nha. Các bạn thấy không, rau kỹ rất là non, rất là ngon luôn nè. Đó. Đó này, ốc sên ăn là ăn mấy cái rau này là bá cháy luôn nha các bạn ơi. Không biết sao nãy bò lên đây nữa. Rau ngon lắm các bạn. Rau kỹ nha. Các bạn nấu canh ăn là hết sảy luôn. Rồi, không biết chú này leo lên đây để làm gì đây. Có thằng nào lên kiếm bông dạng thọ không các bạn. Thôi, mình xin kết thúc video mình ở đây nha. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video mình tới giờ phút này.